Hello các bác nhá. Em lại có một cái hàng mới này, hôm nọ mua nhiều hàng quá nên mất tích là vào mua nhầm mất cái món này. Cái này thì nó là thiết bị phục vụ cho chị em làm đẹp thôi. Đây này. Em chả rõ lắm đâu, nhìn cái hình này thì em đoán là làm đẹp thôi. Đó, lắp pin, chạy pin nhá, di vào giống như kiểu nó là mà Made in Korea Hàn Quốc. Em thấy đa phần các cái thiết bị làm đẹp ấy thì nó sẽ sản xuất tại Hàn Quốc là nhiều. Đó, nhưng đây nó là hàng nội địa Nhật Bản nhé. Chắc là Hàn Quốc xuất Nhật hoặc là ông Nhật ông đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc thì em không rõ. Tại vì cái này chưa bán nhiều. Đó, máy rất là nhỏ gọn thôi. Trong máy lắp cục pin. Pin bé bé thôi. Pin mà các bác lắp điều khiển TV hoặc điều khiển điều hòa ấy. Đây ạ, bên trong máy cũng sẽ đề là Made in Korea Hàn Quốc nha các bác nha. Là một viên pin thôi. Đấy. Cái này nó giống như cái con nọ em có bán một cái con máy mát xa mặt cái loại to ấy. Thì là tay mình cầm ở đây nữa này. Đó, giống như kiểu phát ion ấy, nó phát ion âm. Cái này mình di vào mặt nữa. Đấy, thì nó mới phát huy tác dụng của nó. Đấy. Đây. Mới tinh nhá các bác nhá. Đây, em mua 1.500 yên đây. 1.500 yên của em là mất em cứ tính 23 đi cho nó chẵn đi, 230 với lại em nữa. 230 với lại 101 nữa 350. Đấy. Bác nào mua thì em sẽ để lại cho. Nó nhẹ này thì em cũng chả tính cái tiền vận chuyển làm gì nữa. Em gửi cùng cái hàng của em. Chứ còn gửi bình thường gửi nguyên một cái này về không thì tiền cước nó cũng khá là nhiều. Đấy. 1.500 yên. 350k. Bác nào mua về tặng người yêu thì hết ý luôn. Đấy. Nó có hướng dẫn đây này. Cái này thì các bác chụp điện thoại nó sẽ dịch ra cho là tiếng Việt nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok các bác nha.